Lý do Phó Ma Dương Thân Yêu của Đàm Tùng Vận lên sóng im hơi lặng tiếng. Bộ phim Phó Ma Dương Thân Yêu của Đàm Tùng Vận và Hứa Nghị Châu lên sóng nhưng không giành được nhiều sự chú ý. Chỉ trong năm 2020, Đàm Tùng Vận liên tục có phim mới ra mắt, gặt hái thành công. Sau bộ phim Cẩm Y Chi Hạ lấy danh nghĩa người nhà, Phó Ma Dương Thân Yêu do Đàm Tùng Vận đóng chính, có sự tham gia của Hứa Nghị Châu và Ngưu Tuấn Phong. Phó Ma Dương Thân Yêu lấy bối cảnh những năm 80, xoay quanh tình yêu và tình bạn của bộ ba Mã Hiểu Hiểu, Đàm Tùng Vận, Âu Tiểu Kiếm, Hứa Ngụy Châu, Dịch Đông Đông, Ngưu Tuấn Phong. Cả ba cùng lớn lên tại một khu phố nhưng những ngã rẽ trong cuộc sống đã đưa họ đến với số phận khác nhau. Âu Tiểu Kiếm là sinh viên trường cảnh sát nhưng sau đó đã bỏ học, trở thành một tay giang hồ sa đọa, sống lang thang ngoài đường. Sự thay đổi của Âu Tiểu Kiếm khiến Mã Hiểu Hiểu, cô bạn thời thơ ấu của anh, rất buồn và thất vọng. Trong khi đó, Dịch Đông Đông lại thầm yêu Mã Hiểu Hiểu nhưng không thổ lộ. Cốt truyện và bối cảnh của Phố Ma Dương Thân Yêu dễ khiến khán giả liên tưởng đến bộ phim lấy danh nghĩa người nhà. Tuy nhiên, bộ phim ít quảng bá và không gây được sự chú ý khi lên sóng. Điểm cộng lớn của bộ phim là tập trung xây dựng bối cảnh những năm 80 chuẩn. Cảnh hàng xóm tập trung cùng xem TV đen trắng, Âu Tiểu Kiếm dùng đèn pin làm mật hiệu để dù Mã Hiểu Hiểu đi chơi. Những bộ trang phục đậm chất vintage, những khu nhà cổ đều khiến người xem cảm thấy thân quen. Dịch Đông Đông chuyển đến khu phố Ma Dương và nhanh chóng trở thành thành viên của nhóm trẻ con trong vùng. Sau đó, những biến cố như tai nạn xe cộ, cha mẹ qua đời, hiểu lầm lẫn nhau, thời kỳ phản nghịch đã khiến những đứa trẻ rời xa nhau. Chuyện tình tay ba giữa bad boy Âu Tiểu Kiếm, con gái nhà lành Mã Hiểu Hiểu và chàng trai dịu dàng Dịch Đông Đông cũng dễ đoán trước. Đàm Tùng Vận trong bộ phim này không đạt trạng thái tốt nhất, cô để lộ gương mặt xuống sắc, mệt mỏi vì quay phim khá vất vả. Gương mặt tròn đặc trưng của Đàm Tùng Vận phần nào gầy gò góc cạnh, làn da cũng nhợt nhạt. Hứa Ngụy Châu bị nhận xét thiếu nổi bật, không ăn hình bằng các bạn diễn trước đó của Đàm Tùng Vận. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!